Sinh Liên cơ. Sinh là đàn ông tên là Sinh. Thế cô là tên Sinh à? Đấy là chồng con. Thế Liên à? Rồi đấy đi cháu. Mày trả thêm vào để cho người ta vào tao nhận nhầm. Tao nói mày biết này, tao đến đây rồi. Tao lên đây rồi. Tao gọi là Sinh ơi thì mày chạy về mày đi rửa bướm mày. Con sám hối con tưởng hết giờ lúc đấy. Hết cái má mẹ mày. Tao thấy mày về mày chui vào nhà tắm mày rửa lồn. Thế lên này tao thấy mày bút lúc mày cứ trời vào thế này. Lồn ngứa à. Mà chạy về rửa lồn. À bây giờ đây cụ chén mãi mới lên được. Thì mày chạy về. Cụ vòng ngược lại cụ lắm thế mày đang chui ở nhà tắm. Mày vào đây làm gì? Thế lên là chồng mày cứ bảo sao lâu thế không thấy có cụ lên. Tao lên rồi mày đi rửa lồn mày chạy mày không phải chạy tao. Mày điện ngay cho thằng Sinh nhà tao. Cái bọc quà nhà mình đâu? Mẹ bố nó về đi rửa bướm. Mà chồng mày có chén đâu mà mày rửa. Chồng ở mái nhà có rửa đây làm gì? Tao lên tao phải hỏi con của tôi Hà Lam. Cháu tôi tên là Sinh. Vừa là ở đây xong. Ê, vợ nó là cái Liên. Ê, người ta bảo thế cụ gọi đi. Bảo có bố cái Liên đi thơ nhưng tôi gọi cả tên chồng nó. Thế các cụ bảo đây nó đâu. Bảo có về nó chữa lâu rồi. Em mẹ mày. Bây giờ người ta đi. Ê, em mẹ bố nó con trâu con bò ở đây. Nó cả trả rửa đi. Nó đi làm khác. Mày còn chạy về rửa. Mà cháu tao nó có chén đâu. Nó có ở đây đâu mà chén. Mà rửa. Thế mày đi tìm tao có việc gì đây hả? Dạ ghê. Liên ơi. Dạ. Để cho nó bấm. Có thể cố mà đi con đi để xoay xét cho gia đình mình các cháu nó khổ lắm. Để con bây giờ con trước con thì không đi đâu làm được tiền. Bây giờ con có mấy đồng thì con cứ tâm niệm là con đi tìm cố để con xin cuộc chỉ đường dẫn lối cho vợ chồng con để con làm được. Có phải là Sinh Liên không đấy? Ôi giời ơi con ơi là con mày cứ bảo vợ mày là lâu. Là các cụ không lên. Thỏ các cụ chen lấy chen để lên rồi. Thế nhưng mà vợ mày tại vợ mày không phải tại các cụ. Nên mày gọi điện mày cứ bảo nè. Sao cụ người ta lên được mà cụ nhà mình lại lâu lên thế? Thỏ tao lên được rồi. Tao chui được lên trên trần rồi. Tao gọi là Liên ơi cũng không thưa. Thế về sau là tao gọi Sinh ơi cũng không thưa. Thế là tao chạy vòng về thì vợ mày đang đi rửa bươm. Vợ mày chui vào nhà tắm rửa bươm. Thế nên là trước đây thì kinh tế tao thấy là vợ chồng mày quá nghèo quá khổ quá khó khăn. Thế bây giờ tao đọ vợ chồng mày có bát ăn bát đẻ rồi. Mày điện lại đi không sợ mấy vợ mày hết tiền. Không ạ, mấy con không hết được ạ. Ôi giời ơi, thế cuối cùng là mày chết rồi. Thế cái mai đâu? Chết với các cụ đợt này. Cụ cho cháu Tấn. Cho bao nhiêu? Nó mong mà cái cụ lắm đó. Cháu Tấn chạy đó thì cháu Minh đâu? Cháu Minh thì cháu đó đi học ạ. Đợt này có đẻ đây giờ tí nữa tao hỏi. Thế còn đi bây giờ? Thế đi anh các cháu đâu? Tấn đợt này đâu? Tấn đang đi làm mà. Bảo cháu nhà con nó đang đi làm. Dạ. Tao hỏi Tấn đâu mày cũng Tấn đi làm. Nói về có hai từ. Thế giờ tao đọ cho vợ chồng mày có bát ăn bát đẻ rồi. Vợ chồng mày đi tìm tao có việc gì hả? Ê Liên Sinh. Thằng Tấn chưa lấy à? Thằng Tấn
Còn thằng Tân thằng Tầm như gì? Thế có lấy vợ có cần các cụ phục hộ cho giống con Minh không? Ngoan cho con Minh được chưa? Nói đi xem nào. Con nhà con thì cháu lớn đang lấy vợ thì được hai cháu thì bên là Minh và thằng Phú. Thì ngoan như mẹ thằng Minh đây. Mẹ ngoan như mẹ thằng Minh được chưa? Thế thì mở mồm luôn. Ra đây mua cái tăng lực uống lên cho nó mạnh lên để nói cho nó lưu loát. Thế còn đây có cần đợt này cùng bọc họ cho thằng Tân thằng Tần không? Thì đặt vừa rồi tao trả đồ cho con gì? Tao đồ cho thằng Tân này, thằng cái Tân nhà mày rồi. Lấy cháu ơi, bây giờ sinh được hai đứa con thì tao cũng đồ cho được cháu Minh rồi, được cháu Tú rồi. Thế còn thằng Tân mấy cả thằng Tần đây nè, đợt này cuối năm là đã cháu nhiều tuổi rồi thì nè, tao đang tính là tao nhìn thằng bên trong dưới cực là tao lấy vợ cho nó đây. Thế mà vợ mày cứ bảo các cụ là không biết lối, tao đi tìm gái cho con nhà mày. Nó này bảo các cụ là dành với cái chồng người ta lên làm hầm, tao lấy rồi tao gọi ông Mỹ lên nó đéo thưa. Nó này chạy về nó rửa thì chả điên. Thế còn bây giờ đây, thế bây giờ mày hát bài cho tao bài, hát bài Tam Nam Bất Phú xem nào. Hát cho tao xem là mấy thằng con trai. Tam Nam Bất Phú ba là con trai á. Còn thì con xin cụ là cái thằng Tần, thằng Út nó sinh năm 9 hát đấy. Thì giờ nó đang như là bây giờ đây các cháu nhớ rằng thế này này, hát bài Tam Nam đi. Tam Nam Bất Phú, tứ nữ bất bằng. Bây giờ ba thằng con trai đáng nhớ cháu xin lên một thằng con trai nuôi nữa thì về nhà các cháu không bị vận an. Cái này là không phải tại ở mồ mả các cụ mà ra, mà tại ở cung số của các cháu. Khi bước đủ tuổi mà 10 tuổi 18 là các cháu sẽ sinh ra là đứa thì nếu mà ba thằng con trai có đứa thì phá phách chơi bời, có đứa thì làm ăn lụ bại, có đứa thì vợ chồng tan nát. Nhưng có đứa thì là đây là chầm chầm hâm hấp dân dứt dần dần. Thế trong cái đó nhà mày thì này không bị phá phách nhưng mà bị dứt dứt dần dần. Có đúng chưa? Dạ. Bây giờ đây, thế còn đây, thế đàn đặt này bây giờ nó cứ làm chờ nó lầm bẩm thì mày thì tính thế nào? Nó cứ này lầm thì nó cứ khóc thương, ở nhà thì nó khóc suốt ngày, mang con nó cứ khóc là con sợ nó. Bây giờ về nhà về cửa, thứ nhất là bây giờ các cháu Tam Nam Bất Phú, thì bây giờ con nhà mày thứ nhất là bây giờ bị con ma nó theo. Bây giờ nó theo thằng bé. Mà bây giờ con ma này là ma đói ma khát. Nó theo mấy năm nay rồi cơ, không phải bây giờ. Nó ăn thì quên giờ quên đất. Mà đây tao nói mày biết, để tao kể mày nghe. Bây giờ đây nó không khác gì như là một con ma đói ấy con à. Nó lấu lướng cái gì nó lấu nhiều lắm. Nó lấu nhiều thì toàn ma đói ma khát đến ăn. Thế sau đó là nó thắp hương cả ngày cả đêm. Nó mang ra cả mộ, nó thắp hương cả ngày cả đêm toàn cho ma đói ăn. Sau đó nó lại phóng ra, nó mua một thùng mì tôm, một thùng mì tôm về nó nấu lên cho một lũ ma đói ăn. Xong bắt đầu nó mang ra ao, nó đổ cho ma đói ăn. Thế nên là bây giờ đây vợ chồng mày phải về mượn thầy bà cúng kiến cho cháu và giảng đạo cho người ta hiểu đâu, để đưa người ta lên chùa chứ đừng bắt người ta. Không bắt được người ta đâu, chỉ có giảng đạo cho người ta để cho người ta giác ngộ ra đường thì người ta hai chữ bình yên. Thì con cái cháu chắc đỡ khổ, nhớ chưa? Đây, mày làm gì đây? Con ghi âm. Gọi mẹ vào máy này cho lỗ lo to. Máy này, chết chờ. Đàn ơi, điện vào cái máy kia cho lo to. Giờ này không nghe được sinh niên ạ. Gọi cho nhà con, gọi cho cháu Tấn. Tấn cũng từ, gọi cho chồng mày ha. Phải bố nó mới giải quyết được chứ bằng trẻ con giải quyết làm sao được. Bấm chưa? Nhà mày chết chả rồi. Tam Nam Bất Phú đây, bây giờ con nó là tháng 7 các cụ nghe chưa? Đi đường,
xong rồi hát hò. Để xong rồi ra vườn cứ quay cây cứ cối ngoài đình ngoài chùa này. Cứ ngửa cổ lên trời cười rất là sạch đó. Alo. Mày này bấm vào cái máy quay lại này chuyển sang máy này à? Bấm cho chồng mày không bấm này chuyển sang máy này à? Ui trời. Con này giá làng rồi. Run cái gì mà run? Ai bảo đẻ lắm? Sao mà chồng có đây đéo đâu còn để chưa lớn? Cụ chả mắt. Ôi giời ơi. Bây giờ là bây giờ cháu phải mượn nhà chùa hoặc là ai ta đây đưa con nhà mày lên trên chùa. Lên trên chùa ngồi xong nghe kinh giảng đạo. Xong bắt đầu là đây đưa nó về chùa quét na đa chứ đừng có mượn thầy mượn bà bảo bắt. Nếu bắt nó là nó cứ đi lên chùa nó đi làm nhà chùa nên nên trên đấy ma chúng ta mới làm cho dẫn lên đấy thôi. Nhưng mà các cháu phải nhờ nhà chùa thì người ta mới giảng đạo được. Vì con ma này nó khôn lắm. Con nhớ chưa? Bọn ma đói ma khác nó khôn lắm. Nên là bây giờ các cháu nhờ nhà chùa người ta giảng đạo cho, bảo thôi buông tha ra cho nó. Để cho nó, thằng ấy, để sau này cho nó còn có vợ có con. Cái thứ hai là đừng để làm cho nó. Con có biết không, nó nấu mì tôm cho bọn ma ăn. Xong nó đổ cho ma ăn ở đây, nó đổ xuống ao cho ma ăn. Con biết không? 3 ngày mà nó nấu hết một thau trứng. Mày để yên đi tao nói. Thế xong bắt đầu nó đổ cho ma ăn xong nó cứ bắt lên cười, nó cười ha. Bởi vì nó thấy này, bọn ma đói ăn mạnh quá. Con nhớ chưa, đây nó cứ ngẩng mặt lên trời nó cười đằng chết. Thế nên là con thấy có sợ không? Ồ thế chết quát là sợ rồi. Con đừng có mê thầy bà bảo là bây giờ là căn quả của cháu không phải căn đâu. Mà đây là ma đói ma khát nó keo đấy. Thế nên là người ta bảo rồi, tam nam bất phú tứ nữ bất bần. Không xảy ra chuyện này thì xảy ra chuyện kia. Thế nên là bây giờ đây nhà mày thì lại không xảy về cờ bạc, không xảy về gì cả. Thế đợt này tao đang định tính vào trong ngay nhà mày, tao đang định tính là anh em nhà mày lục đục quá. Tao đang định tính là đợt này tao vào tao mổ mấy con bò, con bê nhà mày được không? Xin không đặt xá. Thế cái con bò trước đâu? Con mới bán để con tính để lấy tiền con bò. Thế còn cái con bò mà bốn chân trắng trắng đâu rồi? Vẫn ở nhà. Thế mà bảo hết rồi. Con bảo con bán đỡ đi để con lấy tiền con về con đi. Cái con bò mà bây giờ bốn chân ở dưới nó không có trắng, người nó vàng hương. Vâng. Nhưng bốn cái cổ chân nó đều trắng hết. Vẫn con còn để kêu bán. Vâng. Đến đằng này cho về tao chặt con đi chết để ê, ê, mổ nhá. Sắm hối con mổ mua. Chúng con cho nó hay ăn sống lớn vào để con cần có thêm tiền. Mà mày thấy các cụ có làm có siêu không? Eo đẹp con bò đấy các cụ làm cho đuôi nó một đôi, đoạn đuôi đấy cụ làm cho một đoạn đuôi trắng. Chỗ này cụ cho một tí trắng, hai cái chân sau của cho trắng. Và một cái chân bên trái cụ cho trắng. Một cái chân bên phải thì ấy, cụ cho nó trên đằng trước ấy thì không có trắng ấy, nhiều. Còn hai chân đằng dưới nó trắng như bạch tuyết. Cái đuôi nó trắng như bạch tuyết. Mà đuôi cũng không cho cả đuôi trắng mà cũng chỉ cho một đoạn trắng này thôi. Thế người ta bảo là sao lại có cái loại bò buồn cười thế này. Thế để cho nó làm mình bán, mình kinh doanh cho nó xịn. Nhưng mà có cái là nhà mày thối lắm. Khiếp bê hôm nào mà về ăn cỗ nhà mày á, cái bò nó đưa vào thối khứng ngươi được. Xong là vợ mày còn khấn là con này các cụ trông bò cho con hẳn nói tử tế. Ôi trời ơi, con có biết không, các cụ đi chăn bò gần chết. Ôi trời ơi, tao về tao bảo là ôi trời ơi, địch về cái con ở Nguyên Lý Kim Bạc kia. Mày bắt cụ cái con sinh năm 1951 kia. Mày bắt cụ ở 61 là của con đi con đi chuột. Mày ta cứ bố con đẻ năm đây 18 tháng 10 năm 61 kia. Mày bắt bà mày đi chăn bò thối gần chết. Thôi thôi gần chết không đâu mẹ bố, chúng mày lại cứ bắt các cụ đi chăn bò. Cảm ơn cô. Ôi trời ơi, cái thằng 57 ơi. Chồng cháu tôi là sinh năm 57 đấy con này. Cháu tôi là tặng ấy. Ôi trời ơi, mẹ mày bò thôi xong rồi suốt ngày. Về đến nhà thì lại thấy thằng điên kể chuyện. Đi mẹ bố mày không có nạn. Cái thằng ấy
cái thằng Tần đâu. Cháu nó ở ngoài này. Ôi giời ơi chán quá. Mà thằng Tần là đẻ vào hơi phạm giờ đi nhá. Thằng Tần nhà mày hơi phạm giờ đấy. Nó đẻ vào mùng 10 tháng 11 năm 1991. Là nó bị hơi phạm giờ đấy. Nhớ chưa Đặng Văn Tần đấy. Ôi giời ơi con ơi là con từ nay về đi. Con đi về chê cháu đi. Xin ơi. Thì đợt này tao không đi chăn bò cho nhà mày nữa đâu. Thối năm tôi đéo chịu được. Mà con vợ mày cũng khốn nạn lắm. Nó toàn khấn cũng đi chăn bò thôi. Cha bố không ngoài gì ra. Thế thằng Tuân đâu? Cháu đi làm ba. Ờ thì ở ngoài kia thì cũng phải gọi điện cho con. Năm nay phải cẩn thận. Ê sang đêm tháng 7 này phải cẩn thận nhá. Ờ mấy cả đi. Mùng 2 tháng 7 sang năm là bảo cháu là đi xe đi cộ cẩn thận không nào. Cháu tay làm nhá. Ngày đấy đẻ mày không nhìn thấy cụ đâu. Nhưng cụ về cụ đó đẻ cho chúng nó đấy. Hôm nay tao nhớ nè. Cái thằng Tuân nhà mày đẻ vào mùng 2 tháng 7 năm 1989. Có đúng không nhỉ? Hả? À? 89. Con thế con đấy về nhà về cửa thì thế đợt này thì có cần cô phục hộ cho nhiều không hả Sinh ơi? Ê, nhưng mà bây giờ đây cụ không chăn bò đâu. Mẹ mày cần sai đi chăn bò cũng chết. Thế cụ không chăn bò thì cụ cho con bán đi nào. Ôi giời ơi tự chúng mày chăn đi. Nhưng mẹ mày hết con bò lò bò kia xong mày cứ kêu nè. Cụ ơi bò này ấy đặt này cụ phải cho nó đẻ đẹp đi nhá. Xong này cụ ơi cụ phải trông lúc nó phát chuồng của con. Sao mày cụ ơi, cụ đưa đi chăn là nói tủ tế cũng mất bò. Mẹ mày tao mới chết mày ổn rồi chúng mày. Bố ổn rồi chúng nó không có cái ngoài gì ra toàn bò mới bê cũng tỏ. Con cháu ơi, nghèo quá cũng chết chứ cụ ạ. Thế cái con lò ở nhà ai trông? Con bây giờ cũng rất trong chuồng rồi xong rồi vẫn chốt trong chuồng à? Con bỏ cho nó ăn lúc nào không ấy thì thả ra cánh đồng. Thế con thả ra cánh đồng con mới khấn cụ. Nhưng mẹ mày cứ chốt chặt nó đi. Nhưng mẹ bố nó cứ thả ra trong bắt các cụ đi chăn sợ lắm. Mà tao để cho nó ở cái hông nó có vết trắng đấy. Vợ chồng mày thấy thế nào? Quá đi à? Giả đất tiền lắm đây. Không bán nhá. Dạ. Con bò ấy là để mà khác là sau này đấy. Dạ. Vợ chồng đừng có bán. Dạ. Bán con bò ấy là sau này vợ chồng mày mất lộc đấy. Dạ. Con bò ấy cũng cho về à. Thứ nhất là bên cái hông của nó này này, nó có cái vết đốm trắng. Hai cái chân dưới của cho trắng, cái đuôi cho trắng, con nhớ chưa? Dạ. Con đấy mà sau này làm giống là rất đẹp. Dạ. Ai đến cũng xem đấy. Nó trông như con lê. Và nên mà đẹp lắm nên là để các cụ đậu cho. Ê nhớ chưa hả Sinh? Không được bán đâu, bán là không được. Mày có đang ở nhà hay là vô vẫn vớt bò trong chuồng hả? Thả nó ra đồng. Thế đợt này có cần là cụ vào phục hộ cho nó để tiêu điều của mày trên hết không? Ôi con mẹ cụ ngụm đàn tốt giúp phục hộ cho con mấy lần nữa giá nó lên cho còn kiếm tí đồng đang phải lo cho các cháu. Ờ thế tao đậu cho rồi. Đợt này tao đang thế vợ mày chửi tao, tao đang định tính là thật hay tao cho tiêu chết hết. Tao vào tao đái cho tiêu chết tẹ hết. Con nó đã dám chửi cụ. Ờ đặt vừa rồi tiêu chết hết. Để trong là cụ lại cho hồi. Cho tiền hết. Để đặt đây đây cụ đậu cho yên tâm đi. Mà lên đặt này cụ cho có khối vốn rồi đấy. Còn thế để còn mò nhà mày cũng đẹp phết đấy chứ nhỉ. Đây các cụ nhìn đuôi nó trắng đây. Chân nó trắng đây. Đấy.
Đây chắc mấy có chứng không có cụ này bảo không mày mò nhà tao. Ủa mình đang trắng chưa? Quần trắng chưa? Quần trắng chưa? Quần trắng chưa? Đấy, trắng ẩn đấy, đẹp chưa? Để làm bốn riêng đấy. Đây đây là đây về, tao dặn này này. Đợt này tao sẽ vào đây tao đổ cho tiêu điều của cháu. Nhưng mà vợ chồng con cháu phải làm gì thì làm. Các cháu phải có tâm có đức thì tao đổ cho nhiều. Nhớ chưa? Con mấy cháu nợ là nó mua cho ban để đẹp chơi ra. Nhưng mà nó còn nó bốc ở để cái hướng đấy cái đoạn không thực thế tao đồ cho thế còn thế nào tao đồ cho làm ăn thuận buồm xuôi gió có tiền có tài có đủ thứ trên đời còn cái gì. À. Thì mày cứ đi chợ tao vẫn đầu cho. Thế cái thứ hai là về nhà về cửa thì nè. Về nhà về cửa thì nè. Vợ chồng mày bò bê mấy này tao đầu cho là chân bò chân bê thì tao đầu cho là thứ nhất là điều ước của mày được thuận buồm thế đó. Cái thứ hai tiêu điều của mày tao đầu cho để mà lên thuận buồm thế đó có đồng ra đồng vào. Thế cái thứ hai là bây giờ tao cũng sẽ đầu cho. Thế còn bây giờ tao bảo mày vợ chồng mày món này này. Mùa này ấy, sắp đến cái tầm tháng 9, tháng 10 các cháu phải xin dập vào ngoài mộ để các cháu xem cụ nào mà ấy vì là đấy tao bảo này là tóc cái đẹp nhất này vì thỉnh thoảng vợ chồng mày tao thấy ở trong đấy nha đã bò đây này con này các cụ đi chăn bò cho con vào trong rừng các cụ trông bò cho con không vào phá điều phá tiêu của con để con đi chợ đã thấy còn vợ chồng mày còn đi thêm cả cái nghề này ai tóc dài tóc rối bán nào. Thế nên ta bảo không cần phải mua đời ấy tháng 10 những người ta bốc mộ ra đấy mà xin cắt. Vì này còn có cả cái nghề đấy nữa cơ cơ cụ ạ. Con nhé thì bất cả thì con mới kiếm. Thế nên là vợ mày đáng nhé tao lên rồi để nó về. Để cho về mà đi vợ chồng bảo nhau nhưng mà khổ quá đến nỗi là nó cứ đi chơi. Nó đợi cụ lâu ấy nên tao mới đợi bảo thôi thì lâu tao mới cố tập chen vào để gặp cháu. Thế là con có biết không? Úi giời ơi, nó về nó đi cắn. Nó về nó đi rửa tiếp, rửa bướm nó. Thế là con cũng trở điên. Thế xong là con nhà mày như thế tao cũng khổ tâm lắm. Lần này ấy, về tao đậu cho cả cháu Tâm, cháu Tần đi cho cháu Tuân, cho con cháu Minh, cháu Tú, cháu Minh Chất Minh. Đây là con nhà đây, thằng ấy Tần, Tấn. Nhà mày Tần, Tấn, 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 Tuân, Tuân. Dạ, xong là cụ ơi, cụ bảo cho cháu năm nay nó học, nó thi vào lớp 10, mà dạng này nó học rồi sẽ đó. Thế còn đây về đi anh chị cứ yên tâm, ngày mai tôi lại vào điều đây. Thế vừa rồi mới mua cho vườn ấy tiêu mới, cây tốt nên thích không? Quá sướng chứ gì. Thế thôi, tạm biệt thằng cháu trai. Đấy, về phải nhờ nhà chùa tao giảng đạo cho. Thì là con ma đấy nó đi ra. Chứ không bây giờ tao nói mày con mày cứ mua không phải ít trứng đâu. Con mày mua cứ phải hàng nghìn chục trứng. Xong bắt đập hết vào. Xong lấu vài thùng mì tôm. Xong cười cứ ngửa mặt lên trời cười khẳng khẳng. Thế xong đổ cho ma hồn ăn. Càng như thế ma nó mấy con là mày bị ma nó điều khiển cho bây giờ cứ thắp hương về đêm về hôm. Và ngày cả đêm về bảo nhà chùa tao giảng đạo là cháu tỉnh ra. Tỉnh ra rồi thì là cho cháu vào trong Nam. Nhớ chưa? Thì mấy con ma lữ ở nhà nó không trêu nữa. Thế thôi, chào các cụ. Đây, đây là, đây, gọi là chuyên tóc dài, tóc rối và chuyên chân bò. Từ nay sai cụ chân bò mới chết tẹ mày mấy cụ. Con này các cụ, thả bò rồi đấy, các cụ đi chung cho con. Đây là tiền khấn là đi chân bò. Ai là cái tiền này là tiền khấn. Không chọc. Bò đấy.
ăn lương trên bò. Lương trên bò của nó lâu rồi. Ở rồi cần chết hối năm. Hôm nay ngày xưa đã sống đã phải nuôi bò với bê rồi bây giờ lại. Để ngày xưa nuôi trâu bây giờ nó nuôi bò. Cứ tưởng chết là thoát. Không nổi nó các cháu. Nó khấn kinh lắm. Đừng bán cái con bò chân trắng. Các cháu để con bò chân trắng các cháu sẽ nhiều lộc mà các cháu làm ăn sẽ phát đạt. Con nhớ chưa? Bởi vì chân trắng tao làm cho nó con bò chân trắng nó làm ở trong cái khu vườn này cháu. Nó như là chân yểm ấy. Con nhớ chưa? Là đây ma tà quỷ quái nó sẽ không ấy làm gì các cháu. Mà đây bà con lối xóm người ta cũng không phá phách các cháu. Còn trước đây chưa có con bò trắng cháu làm ở cái vườn bên này tiêu chết hết. Con nhớ chưa? Để lên là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đừng bán con bò đấy để thứ nhất vợ chồng cháu chỉ có đi lên thôi. Chào các cô.